trò chuyện đêm khuya. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả và các bạn đang theo dõi chương trình trò chuyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trên làn sóng FM 99.9 MHz từ lúc 22 giờ đến 23 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Và để liên lạc với chương trình trò chuyện đêm khuya thì quý vị hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 39101101 từ lúc 21 giờ đến gần 22 giờ của tối thứ sáu hàng tuần để đăng ký với chương trình trò chuyện đêm khuya. Và trong thời gian diễn ra chương trình trực tiếp thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị để tiết kiệm một phần chi phí. Và thưa quý vị, nếu như quý vị thính giả nào đang ở đồng bằng sông Cửu Long thì quý vị có thể theo dõi chương trình ở trên tần số 103.3 MHz, và ở khu vực Đà Nẵng cũng như là một số tỉnh lân cận thì chương trình của chúng tôi đang được tiếp sóng ở trên tần số 96.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng. Hôm nay đã là ngày 2 tháng 5, như vậy là chúng ta đã bước qua hết 4 tháng đầu tiên của năm 2014, thời gian qua khá là nhanh. Và chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng là tất cả mọi người trong cái khoảng thời gian mà mình chuẩn bị dự định cho những cái kế hoạch của mình trong năm nay sẽ rà soát lại và sẽ tiến hành những công việc mà phù hợp với cái điều mà mình mong muốn để đạt được những dự định của mình đặt ra trong năm. Thời gian chúng ta nhìn đi nhìn lại thì nó sẽ trôi đi rất là nhanh, thưa quý vị. Do đó mà có những cái điều trong cuộc sống cũng vậy, khi mà có việc gì cần thiết, việc gì chưa phù hợp, việc gì cần làm, việc gì cần nhắn nhủ bày tỏ tâm trạng suy nghĩ của mình với những người yêu thương xung quanh, với những người thân, những người bạn bè, những người đồng nghiệp thì chúng ta cũng có thể chia sẻ với họ. Bởi vì công việc, cuộc sống hàng ngày rất nhiều vất vả lo toan, đầy áp lực như thế và nhiều căng thẳng như thế sẽ làm cho cuộc sống của mỗi người cảm thấy rất nặng nề. Thế nên, cho nên là khi mà được chia sẻ với những người khác thì bản thân mình được cho đi và những người xung quanh mình cũng được nhận rất là nhiều những cái tình cảm đó, thì cuộc sống có lẽ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Đó là vài điều muốn chia sẻ với tất cả quý vị ở đầu chương trình. Bởi vì trò chuyện đêm khuya là một chương trình mà chúng tôi cũng nhận rất nhiều những cuộc gọi đăng ký của quý vị thính giả với bộn bề tâm trạng, với bộn bề những lo âu, với rất nhiều những băn khoăn, rất nhiều những cái hoàn cảnh về tình yêu, hôn nhân, gia đình. Và chúng tôi đã nhận được nhiều như thế thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi được quý vị thính giả cho những cái câu chuyện hay, những cái trường hợp mà trong cuộc sống chúng ta có thể gặp phải. Vì vậy mà đây cũng là những cái câu chuyện mà những thính giả đã gọi cho chương trình trò chuyện đêm khuya cũng chia sẻ với tất cả quý vị thính giả đang nghe đài, là điều mà chúng ta tất cả mọi người đang đón nhận để chia sẻ với họ những cái khó khăn mà họ đang giải bày với chương trình trò chuyện đêm khuya. Bây giờ thì Thế Anh xin được trở lại với nội dung của chương trình, đó là chúng tôi xin được kết nối với thính giả đầu tiên. Alo. Alo, xin chào anh Thế Anh. Dạ, xin chào bạn. Chúng tôi đang nghe. Dạ, tín hiệu của bạn nghe rõ không ạ? Dạ, rõ anh. Dạ, rồi bạn cho chúng tôi biết là bạn đang gọi cho chương trình từ đâu ạ? Em đang ở Bình Dương anh. Ở Bình Dương. Bạn đang làm công việc gì ạ? Em đang làm ở khu công nghiệp Việt Nam Singapore. Thế thì tối nay gọi điện cho chương trình đầu chuyện đêm khuya thì không biết là bạn muốn nói với chúng tôi về câu chuyện của mình như thế nào đây? Dạ thưa anh, thế anh là năm 2004 á, cưới năm 2008 em có cưới vợ. Dạ. Và vợ chồng em sinh sống được 3 năm. Dạ. Thì có sinh được một bé cháu trai. Dạ. Thì trong quá trình sinh sống làm ăn thì làm ăn kinh tế suy sụp thì vợ em có đúc đơn ra tòa. Dạ. Và trong khi đó em cũng vẫn cố níu kéo để giữ được cái hạnh phúc gia đình. Yeah. Và muốn cho mình là tại vì vợ chồng em nói chung cũng còn trẻ. Yeah. Nhưng mà chia tay ra thì vợ có gia đình khác, chồng có gia đình khác thì nạn nhân sẽ là đứa con của em. Yeah. Nên em cố gắng níu kéo, nhưng mà trong quá trình làm ăn kinh tế có tiền thì gia đình bên vợ và vợ rất coi trọng. Yeah. Nhưng mà sau khi bị suy sụp rồi thì trong quá trình lúc đó chưa ly dị, nhưng mà trong tình trạng em đang bị bệnh. Yeah. Thì vợ em và gia đình bên vợ em không dòm ngó, trong khi đó số tài sản em để lại cho gia đình bên vợ thì bên vợ chỉ biết hưởng. Và sau đó khi mà em lành bệnh về thì vợ em cũng có nói thôi bây giờ cái gì cũng vậy,
mình cũng phải quay về để lo lắng cho con. Yeah. Giờ em không chấp nhận. Giờ em chỉ chạy theo cuộc sống đua đòi. Yeah. À, suốt ngày thì làm bao nhiêu thì chỉ có quần áo. Rồi hết tiền thì cứ điện xin tiền em. Nhưng mà em đề nghị để quay về để lo cho con thì lại không quay về. Yeah. Mà những cái đồng tiền mà em để cung cấp cho con em và em lo cho vợ em thì ở bên ngoài người ta lại nói là đồng tiền vô nghĩa. Nhưng mà đối với vợ con em thì lại đi ra nói với bên ngoài là em không có cung cấp đồng tiền nào để về lo cho vợ cho con. Yeah. Nên em muốn nhờ cho cô Mai tư vấn cho em là em có nên cố níu kéo cái tình cảm đó hay là quay về sống để giữ trọn được cái hạnh phúc đó hay không? Dạ. Yeah. Những cái điều mà bạn chia sẻ với tôi cảm nhận rằng bạn có một cái tâm hồn, một cái tình cảm đối với những người thân của mình rất là chan chứa, rất là ấm áp. Bởi vì với nhiều những cái cặp gia đình, với nhiều những cái trường hợp mà trò chuyện đêm khuya nhận được chia sẻ thì chúng tôi rất ít và rất ít khi thấy mà những cái trường hợp ly tan rồi mà lại được nghĩ lên đến cái chuyện là cố níu kéo, nghĩ đến cái chuyện là nạn nhân là đứa con của mình, nghĩ đến điều đó là quan trọng lắm. Bạn đã chia sẻ được điều đó thì chúng tôi cảm thấy rất là yên lòng, bởi vì dù gì đi nữa, khi mà mình lập gia đình, khi mà mình có con thì mình đã xác lập một cái vai trò, một cái vị trí khác so với cái cuộc sống hôn nhân trước khi mà mình có con. Dạ. Chúng tôi cũng cảm thấy là bạn là một người rất trách nhiệm, người chồng, người cha trách nhiệm khi bạn đã cố gắng làm ăn, cố gắng gìn giữ, có tích góp tài sản để mà lo lắng cho gia đình. Bạn cho hỏi là trước đây thì bạn làm công việc gì? Trước đây em làm kinh tế, em xin giấu cái việc làm kinh tế của anh em được mà. Dạ được rồi, nhưng mà cũng hiệu quả đúng không ạ? Lúc đầu thì em làm ăn có hiệu quả nhưng sau đó bị thua lỗ. À. Sau đó bị thua lỗ mới dẫn đến gia đình ly tán, và trong khi đó thì thời gian là em bị bệnh thần kinh tọa 3 tháng. À, dạ. Em có về núi ở Vũng Tàu để em trị bệnh, nhưng mà trong thời gian 3 tháng đó ở nhà thì vợ em nghĩ là không suy nghĩ là em, thật sự trước khi em đi là vợ em thấy em bệnh nhưng vợ em không suy nghĩ là em bệnh, không một cú điện thoại hỏi thăm. Dạ. Không một lần đến thăm chồng, nhưng mà chỉ có ở nhà là đút đơn ra tò thôi. Dạ. Rồi trong cái đời sống vợ chồng từ năm 2008 đến năm 2011, 3 năm á, bạn, hai vợ chồng bạn sống được bao lâu? Sống chung với nhau? Dạ, nói chung là hai vợ chồng em sống được tới tháng 10 năm 2011. À, dạ, 2011. À, thì bạn có thường xuyên có được thời gian để gần gũi chia sẻ với vợ mình không? Dạ, trong khi đó thì trước đó khoảng 6 tháng thì trong quá trình mà vợ chồng sinh sống á, thì vợ đi làm về thì em có cái quá trình mà vợ chồng gần gũi thì cứ em đụng tối vô ngủ chung với vợ thì vợ cố tình lánh né qua chỗ khác. Yeah. Cái thứ hai nữa là em đi làm về em rất là mệt, tại vì lúc đó em vừa làm kinh tế mà em vừa phụ bếp cho một cái nhà hàng nữa. Yeah. Là khuya 2 giờ sáng là em phải đi rồi, mà em về nhà thì vợ cứ tìm chuyện này chuyện khác, đến có khi 11, 12 giờ đêm vợ mới vào phòng ngủ. Yeah. Như vậy là cái thời gian mà vợ chồng nói chuyện với nhau, chia sẻ cái suy nghĩ, cái tâm tư với nhau ở thời điểm đó trước khi mà chia tay chắc cũng không có nhiều ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ thì cái điều mà nó đã xảy ra gần 3 năm rồi phải không ạ? Bạn vẫn níu kéo, bạn vẫn mong muốn là vợ chồng được về với nhau, sống với nhau. Dạ. Tiếp tục để mà nuôi con. Bạn cảm thấy là có lẽ cũng khó khăn khi mà người vợ của mình thì tỏ một thái độ dứt khoát, và bạn muốn chương trình chia sẻ với bạn chuyên gia tư vấn tâm lý khuyên bạn những cái điều như thế nào, đúng không ạ? Dạ. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời chuyên gia tư vấn tâm lý Lý Thị Mai để chia sẻ với bạn nhé. Dạ. Dạ, xin được mời chuyên gia. Vâng, xin chào anh Thế Anh. Dạ. Cô chào con. Dạ, con chào cô. Con nghe cô rõ không? Dạ, rõ cô. Ừ, con nói với chương trình, con gọi từ Bình Dương phải không ạ? Dạ, con gọi từ Bình Dương. Dạ. Cho cô hỏi thăm con là cái bệnh thần kinh tọa của con đã chữa tới nay hết chưa? Hỏi chưa con? Đến nay 80% cô. Được bao nhiêu phần trăm ạ? 80% cô. Rồi, được rồi con ha. Được. Dạ. Con đi làm lại bình thường rồi phải không? Dạ, con đi làm lại bình thường cô. Rồi, chúc mừng con. Ráng lên ha. Sức khỏe là trên hết. Cho cô hỏi thăm là con bao nhiêu tuổi rồi con? Hôm nay con 31 tuổi cô. Rồi, vợ con bao nhiêu tuổi? Dạ, vợ con 29 tuổi. Dạ.
Cháu trai của con là năm nay được mấy tuổi rồi? Dạ, cháu trai của con năm nay là sinh năm 2010 á cô. Dạ, cháu được 4 tuổi rồi. Cháu đi học chưa? Dạ, cháu có đi học rồi, nhưng mà vợ chồng ly tán rồi, vợ chồng ly dị rồi, bên ngoại bắt hết cô. Bên ngoại bắt cha, bên ngoại là kiểu như lúc ra tòa là mẹ được quyền nuôi con. Thì con cũng không tranh giành cái quyền đó, tại vì nghĩ là tình mẫu tử thì nó cũng lúc nào cũng, mẹ nó thì lúc nào cũng lo tròn hơn con. Nên con để cho mẹ. Cháu đang mẹ ở bên ngoại chăm cho cháu phải không ạ? Dạ, bên ngoại chăm cho cháu, nhưng mà con cũng vẫn, lúc ra tòa thì vợ con cầu cấp dưỡng, nhưng con cũng vẫn cố giữ tròn một trách nhiệm của một người cha. Con cũng lo cho cháu để ăn học, nhưng mà cái ngày mà ông ngoại cháu lúc còn, lúc mới á thì hứa, hứa suôn sẻ lắm là sẽ đưa cho cháu đi ăn học. Nhưng sau này ông ngoại cháu cũng theo đi ra ngoài á. Đi theo ông bên ngoài rồi bỏ cháu, bỏ về cháu học giữa đường. Mỗi ngày đi học là đưa cháu, đưa rước cháu đi học về là phải lấy của cháu 30.000 tiền xăng. Nên bây giờ con quyết định đưa cháu về Bình Dương để tầng năm nay con cho cháu nhập học lại cô. Dạ, thế bây giờ là cháu đang ở với ai ạ? Cháu đang ở với mẹ cháu, nhưng mà con không cho cháu về quê ở Kiên Giang nữa. Con quyết định lại để ở Bình Dương. Con nói nếu như mà bây giờ mẹ, bà ngoại không thể nào cho cháu học được thì cứ trả cháu về cho con. Còn không thì con khiếu nại ra tòa án để đưa cho con về với con để con cho ăn học. Tại vì tuổi của con là 4 tuổi là phải bước vào trường mẫu giáo rồi cô. Dạ vâng. Thế hiện nay bên nhà ngoại đã trả lời cho con như thế nào rồi? Dạ bây giờ bà ngoại cháu thì cũng chấp nhận. Tại vì ông ngoại cháu thì đã có vợ nhỏ rồi cô. Cô hiểu rồi. Thế con có, vừa rồi con có hỏi là bây giờ con có nên nói với vợ con để mình đoàn tụ với nhau trở lại phải không ạ? Dạ. Hiện nay vợ con đang sống một mình hay đã có bạn trai rồi? Dạ, vợ con thì trước đây đã có bạn trai rồi cô, nhưng mà bây giờ thì sống một mình. Dạ, con có biết rõ chuyện đó không ạ? Dạ, con biết chuyện đó cô, tại vì ngày hôm đó là vợ con đi đám cưới, chiều thứ bảy vợ con đi đám cưới. Đi một đêm đám cưới ngày thứ bảy, ngày thứ chủ nhật không về, đến 12 giờ trưa ngày chủ nhật vợ con không về thì bà và vợ con mới điện cho con. Mới nói là vợ con đi đâu đó, đó là một ngày một đêm rồi không có về. Rồi con mới hỏi nguyên nhân tại sao thì nói đi đám cưới. Thì không biết là nghe ai đồn nói ở đâu là bị xe đạp, ở đâu mất đó không biết. Con mới về con đi tìm. Con đi tìm thì con khi con về tới nhà thì con điện thoại liên lạc cho vợ con thì liên lạc không được. Khi con về tới nhà thì con mới vào nhà, con tìm ngoài. Ở khu vực, những khu vực nào mà con hỏi bạn bè thì con tìm không được. Con mới vào nhà, con mới lên trên bàn thờ con đốt nhang, con cầu nguyện. Thì đâu đó, đó là một cái vấn đề tâm linh thôi cô. Đâu đó cái phần thiêng liêng nó ứng cho con là khoảng 15 phút sau vợ con về nhà. Về đến nhà thì con lấy cái điện thoại, con thấy điện thoại hết pin, con mới lấy điện thoại và con sạc pin. Thì trong khi đó vợ con về không bị trầy trụ một cái vết tích gì hết. Trên người thì phấn son cũng còn đầy đủ. Mà con lấy điện thoại, con vừa cắm cục pin sạc vô, vợ con vừa về tới nhà 12 giờ 10 phút, thì 12 giờ 12 phút, anh chàng đó nhắn tin vào hỏi, em về tới nhà mẹ có nói gì không em? Dạ, đó là sự việc xảy ra ở Kiên Giang phải không ạ? Dạ, sự việc ấy ở Bình Dương con, tại cô ấy đang làm ở khu công nghiệp Mỹ Phước 1 con. Dạ, thế con nói là quê ngoại của con, đó, của cháu đó là bây giờ ở Kiên Giang, cháu nó đang ở Kiên Giang phải không ạ? Dạ, quê ngoại Kiên Giang, nhưng mà bây giờ cháu đã đưa lên Bình Dương rồi con. Dạ vâng, tức là đang sống với mẹ và bây giờ con đang điều đình là sẽ đón cháu về để cho cháu đi học phải không ạ? Dạ, dạ đúng rồi. Còn trước đó thì vợ con có bạn trai rồi, còn hiện nay thì sao ạ? Hiện nay thì con không thấy, tại vì lúc trước con chỉ phát hiện ra là một lần đó và một lần sau nữa là có một người bạn, lúc mà vợ con bệnh á, thì có một người bạn đến sống chung với vợ con trong vòng thời gian cỡ khoảng 2 tháng. Lúc đó đã ly hôn rồi phải không ạ? Dạ, lúc đó đã ly hôn rồi. Dạ. Cho cô hỏi thăm cái nguyên nhân chính mà ly hôn là gì ạ? Nguyên nhân chính ly hôn là lúc mà con làm ăn kinh tế có tiền, con lo lắng cho bên gia đình, bên vợ khi mà con hết tiền á, là con cái ít nữ trang của vợ con có nói thôi bây giờ em lấy nữ trang này để cho anh xây sở, anh trả cái nợ cho người ta, chứ để rồi vợ chồng làm ăn kiếm lại cái khác. Mà vợ con trang trải hết cái nữ trang đó rồi sau thời gian con bệnh, lúc đó con cũng đang buồn về kinh tế suy sụp mà con bệnh, con đi trị thần kinh tọa ở Vũng Tàu của cô. Yeah. Mà trước khi đi là vợ con biết là con bị thần kinh tọa, mà trong quá trình con đi 3 tháng vợ con không dòm ngó tới, không điện thoại tới, mà ngay cả ba gia đình bên vợ, mẹ vợ cũng vậy, không dòm ngó tới, mà ở nhà thì vợ con đúc đơn ra tòa thì tòa án có kêu con về.
Dạ. Và khi đó là sự ly hôn. Lý do ly hôn là gì ạ? Lý do ly hôn là nói là vợ chồng sống không thuận thảo với nhau. Dạ, và con cũng chấp nhận điều đó. Con không chấp nhận cô. Con nói là bây giờ vợ chồng sống thì chưa một ngày gây lộn, thì làm gì mà không thuận thảo với nhau được. Thì dạ, con nói thôi bây giờ con không chấp nhận ký, nhưng tòa án gọi điện cho con rất là nhiều lần. Tòa án gọi điện cho con nói là bây giờ anh không ký tôi cũng phải xử đơn phương. Nên con mới, con nói thôi không, bây giờ nếu vậy con cũng khẩn không ký, bây giờ tòa án muốn xử như thế nào xử, tại vì con rất là thương vợ và thương con. Con không muốn điều đó xảy ra. Đó là xảy ra cái quá trình diễn ra trước khi ly hôn không ạ? Dạ, cuối cùng thì vẫn, lúc tòa án mời con ra là con nói tại tòa án như vậy đó cô. Dạ, nhưng mà sau đó là vẫn có quyết định ly hôn. Dạ, sau đó cũng không có quyết định ly hôn, mà tại con kêu điện kêu tòa án ra ly hôn là nguyên nhân như thế này. Là bạn con gặp vợ con và một người bạn của vợ đang ngồi ở trong cái quán chòi, thì bạn con vô tình nói với mẹ con, thì mẹ con điện cho mẹ vợ của con, mẹ con nói là bây giờ chị ơi, chị nói với Nghi là mà cái gì cái vợ chồng nó đang ra tòa thì chờ khi nào cho hẳn xong rồi hãy, ví dụ như nó muốn lấy chồng khác thì nó lấy, chứ bây giờ trên danh nghĩa con tôi vẫn là chồng của nó. Nếu như vậy thì nó gặp đó, ví dụ như nó lỡ con tôi dại dột, con là tôi làm những chuyện gì dại dột, thì nó sẽ bỏ con nó ở ngoài xã hội và nó sẽ là trở thành một người ở trong tù. Tôi rất là đau buồn. Rồi sau đó thì bên ngoại trả lời thế nào ạ? Dạ bên ngoại không trả lời gì hết. Rồi sau đó là một tuần lễ sau là mẹ con bị tai nạn đó cô. Mẹ con bị tai nạn là chấn thương đầu, phải nằm ở bệnh viện tỉnh Bình Dương á. Rồi con, mẹ con mới nói, mẹ lúc con vào bệnh viện thì mẹ con ói rất là nhiều. Mẹ con nói là Út ơi, con chở con xuống đây cho nó thăm bà nội, cho mẹ thăm một lần cuối đi con. Chứ cháu nội của mẹ sợ mẹ không qua khỏi. Thì con mới điện thoại cho vợ con và con điện thoại cho mẹ vợ của con. Con nói là bây giờ bà nội của cháu hiện trạng đang như vậy đó, thôi chở cháu xuống thăm bà nội một lần cuối đi, chứ để lỡ bà nội có chuyện gì thì hối hận không kịp. Nhưng mà vợ con cũng rất là nhẫn tâm cô. Không điện thoại, không một nhắn tin nhắn. Và gia đình, cha mẹ vợ của con cũng vậy, lúc đó cũng đang ở Bình Dương, cách bệnh viện chỉ có 22 cây số thôi, mà cũng không một lời hỏi thăm. Con buồn quá, con về con mới gọi điện cho tòa án, con nói là tòa án hẹn ngày đó ra đi, tôi sẽ ký đơn ly dị cho vợ tôi. Dạ, chứ tôi không thể nào chấp nhận được như vậy. Lý do đó là con ly hôn đúng không ạ? Dạ. Con quyết định rồi. Thế thì cô cho hỏi thăm là mẹ con có qua khỏi được không ạ? Sau cái tai nạn đó đó. Dạ, sau tai nạn đó là mẹ con qua khỏi cô. Tức là thoát nạn không ạ? Dạ. À, bây giờ mẹ con khỏe lại chưa? Dạ, mẹ con khỏe rồi cô. Rồi, thế là cũng mừng cho bà ha. Rồi, dạ. Bây giờ thì cô hỏi thăm con là với 3 năm ly hôn như vậy đó, thì bây giờ con mới có ý định đón cháu về và con cũng có muốn đón vợ con quay trở lại. Nhưng cô muốn hỏi thăm là vợ con có ý định đó không? Có đề nghị đâu? Hay đó chỉ là ý nghĩ của riêng con? Đó là ý nghĩ của riêng con cô. Tại vì lúc lên tòa án con có nói như thế này nè. Bây giờ em cứ nhìn kỹ lại đi, con đường anh đi ra ngoài, anh đối xử với gia đình của em như thế nào. Ví dụ như nhà anh bây giờ anh không phải là kể cho em nghe, nhưng mà về á, cái mái nhà bà nội đang ở như thế nào. Vàng vòng mà lúc mà anh mới cưới em về, cha mẹ mượn của anh bao nhiêu vàng, đến bây giờ cha mẹ có trả lại cho anh không. Những cái đời sống cha mẹ anh lo lắng như thế nào thì em cứ suy nghĩ đi. Bây giờ nếu em đi ra ngoài đường, ngoài xã hội, em tìm được một người, chào người nào mà lo lắng cho em hơn anh thì em cứ sống. Còn nếu không được thì anh cũng sẵn sàng chờ đợi em về. Nhưng mà con đã đề nghị nhiều lần rồi cô. Cô ấy cũng cương quyết là không. Cô ấy không bao giờ quay trở về. Đó là năm bao nhiêu ạ? Cái lần đề nghị cuối cùng là năm bao nhiêu ạ? Dạ đề nghị cuối cùng là cách đây khoảng một tháng rồi cô. Dạ. Vậy thì bây giờ đó, cái việc mà con được đầu tiên á là con đón cháu trai về thì vợ con đồng ý đúng không ạ? Không cô, đúng con chỉ đón cháu trai con lên Bình Dương chứ con không được. Con chưa đón cháu trai về bên cạnh con, tại vì con đi làm suốt không có ai lo săn sóc cho cháu. Vậy nhưng thì con đề đón lên Bình Dương thì ai đưa đón cháu đi học? Dạ con đề nghị đưa lên Bình Dương tại vì con mướn nhà trọ cho mẹ bà ngoại của cháu ở gần đó, ở gần trường học cô. Dạ, tức là bà cũng đồng ý phải không ạ? Dạ bà cũng đồng ý tại vì bây giờ hiện tại trạng là ông ngoại của cháu đang có vợ nhỏ. Dạ vâng. Thế bây giờ là bà đồng ý bà đi theo cháu để lên trên này sống phải không ạ? Dạ. Là bước một là con đã thành công, là đã đưa cháu lên gần hơn để con có thể là
hàng tuần đó, hàng ngày con có thể chạy đi chạy về con thăm cháu, đúng không? Dạ. Đó là cái thắng lợi đầu tiên, thì cô thấy rằng là điều đó là con đã làm đúng. Vì nói gì thì nói, vợ chồng có thể chấm dứt hôn nhân nhưng mà con cái vẫn là con cái. Và con đã làm một cái quyết định đúng, và đồng thời là con cũng đón lại vợ con lên, dù cho là mình có chia tay rồi nhưng bà vẫn là bà ngoại của cháu. Yeah. Cho nên là cái chuyện con làm như vậy là đúng. Và hiện nay chắc là mẹ vợ con cũng bắt đầu dần dần nhận ra, nhất là sau khi mà bố vợ con đó có cái đi sống với người khác á, thì bây giờ cái việc mà bà lên trên này thì con đón bà lên để bà sống gần gũi với cháu, thì rõ ràng đó là một cái niềm vui rồi, tức là cũng có thể an ủi bà nữa. Cái điều thứ hai nữa đó là con cũng đừng nhắc lại chuyện cũ nữa ha, bởi vì cái việc mà bây giờ bà đang sống một mình với chăm cháu đó cũng là đã đủ để cho bà suy nghĩ rồi. Và nữa, biết đâu trong thời gian ai cũng có những cái sai lầm nữa con. Bây giờ bà sẽ suy nghĩ lại và bà giúp con chăm cháu, đưa nó đi học trong lúc vợ chồng con chưa tái hợp, thì như vậy đó cũng là một cái công lớn rồi. Cho nên là con có đồng ý là chúng ta không có nhắc lại cái chuyện cũ nữa không, mà chúng ta chỉ qua cái hiện tại thôi, tức là năm học này nè, cháu lên thì con sẽ chuẩn bị để mà sắp xếp trường cho cháu học. Con có đồng ý như vậy không? Dạ đồng ý cô. Đó. Còn cái việc thứ hai, theo cô thấy đó là hiện nay vợ con thì chưa có ai, con cũng không có ai, nhưng cần thêm một thời gian nữa. Bởi vì con mới đề nghị cách đấy còn tháng à, tức là còn mới lắm. Không có cô, con đề nghị lần này nữa là hình là từ lúc ly dị xong là cứ mỗi đêm là con nhắn tin đó cô. Yeah. Con gọi điện thì nói chuyện nhiều thì bà con tắt máy thì con nhắn tin. Con nhắn tin hầu như cứ một tuần là con nhắn tin một lần, một tuần là con nhắn tin một lần. Con đề nghị với cô như vậy á, nhưng cô ấy không chịu cô. Dạ, như vậy thì con đang nói là cái lần mới nhất đây là một cách đây một tháng con vẫn đề nghị lại cái lời đề nghị là quay trở về, đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà cô ấy không có đồng ý. Thì bây giờ đó con, vì từ ngày chia tay nhau 3 năm nay con vẫn cứ đều đặn như vậy, thì chắc là cô cũng khó nghĩ lắm. Tốt nhất là con hãy thinh lặng một thời gian đi. Mục tiêu thứ nhất là mình đưa cháu lên đây, bà ngoại đồng ý lên, và con có dịp gần gũi con cái, thế là tốt rồi. Rồi cứ vậy để từ từ, ha, đừng có dục dã nhiều, để cho cô thinh lặng, cô suy nghĩ. Bởi vì cô nghĩ rằng là cái việc mà về với nhau là phải hai người cùng thuận cả. Chứ con có tốt mà con có mong ước cách mấy mà chỉ có một mình con thì cũng không tạo nên một gia đình. Cho nên về mặt pháp lý thì mình cũng đã xong rồi. Đó, cho nên cô nghĩ rằng là việc trước mắt á, là con làm cái việc mà chăm sóc cháu với bà ngoại cháu đi. Đó, coi như là bà thay mình để mà chăm sóc đưa đón cháu. Và con lo con đi làm để con lo con tiền học tiền hành cháu, nuôi nấng cháu. Ha, công thì của bà ngoại, còn tiền con làm ra thì con gửi cho bà ngoại lo cho cháu. Thế còn vợ con thì sống riêng một mình hả con? Dạ, vợ con sống riêng mình cô. Dạ, thì để cho cô có một thời gian cô suy nghĩ. Cô thấy rằng là con có một cái ý thức về gia đình, và con vượt qua được những cái mà vợ con đã phạm vào cái lỗi lầm của mình đó. Con vượt lên được cái đó là một cái người rất là cao thượng, cũng rất là bao dung. Nhưng mà cũng không phải là mình vượt lên được, có nghĩa là vợ mình cũng có thể vượt lên được. Cô có thể là cô cũng suy nghĩ, rồi cũng mặc cảm, vân 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 vân. Cho nên cô đề nghị với con là tốt nhất hãy cho cô thời gian thinh lặng để cô suy nghĩ, và bản thân con cũng vậy. Ví dụ như bây giờ con vì con mà con đề nghị để cho có cha có mẹ. Thế mà con về con không toàn tâm toàn ý với vợ con mà cũng không vượt qua được, con không bao dung nổi để đủ cái độ lượng để mà tha thứ cho vợ con. Thì khi mình sống với nhau như vậy đó, nó cũng có nhiều cái gập ghềnh lắm. Đó, lúc cơm lành canh ngọt không sao, lúc gì thì lại anh mời tôi về, anh kêu tôi về, chứ đâu có phải là tôi muốn về, vân vân và vân vân. Cho nên ở đây đó, cô thấy rằng là cứ thong thả. Cô rất là thích cái cách làm việc ở cuộc đời này á, là mình đánh số thứ tự đi, cái gì ưu tiên một. Đối với con bây giờ ưu tiên một có phải là đón cháu về để cho cháu học không? Dạ đúng rồi cô. Đó, thành ra mình làm được cái điều này cho nó trọn vẹn là một. Cái thứ hai nữa là con làm sao đó, con đối xử với mẹ vợ con á là cho nó đàng hoàng. Đó, cho bà thấy được bà có tình cảm, tức là cũng để cho bà có thể suy nghĩ về những cái điều trước đây có thể là bà đối với con nghĩ về con chưa hay. Nhưng bây giờ thông qua cái việc này thì bà sẽ có một cái nhìn khác hơn về con. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cha con được nhìn thấy nhau, rồi á là bà cũng được chăm sóc. Mình chăm sóc bà thì bà lại chăm sóc cho con. Nói chung là tóm lại là chúng ta không có lọt đi đâu hết á, mà chúng ta bắt đầu xây dựng một cái nền tảng nó thực sự là trở nên bình thường, để con thấy rằng giữa cái mối quan hệ giữa con và bà ngoại cháu nó bình thường. Con muốn về thăm cháu lúc nào cũng vui vẻ, cũng thoải mái, rồi cứ từ từ rồi cô cũng về thăm con.
Rồi dần dần mới nhận ra thấy rằng à hình như không đâu bằng cái gia đình của mình. Đó, thì lúc đó nó mới bền chắc. Và cái người đề nghị đó, không phải chỉ mình con mà cả cô cũng có cái đề nghị là mình nên quay về với nhau. Thì lúc đó nó tốt hơn. Còn nếu như mà cô tìm được một người tốt mà con cũng tìm được một người vừa ý, thì cả hai cứ việc xây dựng cuộc đời riêng của mình. Chứ nó cũng không có cái gì gọi là ngăn trở, bởi vì bây giờ cái thủ tục ly hôn tụi con đã xong rồi. Đó, cho nên cô thấy là cứ bình tĩnh. Chương trình rất vui khi mà cô nghe được cái tâm sự của con á. Có lẽ hiếm lắm mới có một cái câu chuyện là đã bao nhiêu năm xa cách rồi, vợ mình cũng có những cái sai, và bản thân mình chắc là khi ly hôn thì cũng ai cũng có một chút, phải không ạ? Một chút nhiều hay ít trong cái phần mà mình ly hôn. Thế thì duyên phận thì nó như tới đó. Nhưng mà cô thấy rằng là bao nhiêu năm làm tư vấn, và đặc biệt trong cái chuyên mục của mình đó, thì cô thấy có lẽ con là một trong số những người đàn ông hiếm hoi là bằng ấy năm ly hôn rồi mà vẫn còn đau đáu trong lòng một cái nỗi là muốn đoàn viên. Thế thì cô chỉ nói lại là đoàn viên là phải cho nó vững chắc, mà muốn cho nó vững chắc thì phải là ý kiến của hai người. Vậy tạm thời cô chỉ đề nghị với con đó là gì ạ? Con đừng có nhắn tin, cũng đừng có gọi gì về nữa cho vợ con nữa, mà hãy bằng cái việc làm tích cực của mình, đó là con chăm sóc cho cháu và cho bà ngoại. Đó. Thế thì khi con yên tâm rồi thì con sẽ có một cái thời gian để con thẩm định lại cái tình cảm của mình. Mình muốn tái hợp là vì mình còn yêu vợ, hay là mình muốn tái hợp là vì mình chỉ muốn là con có cha có mẹ. Thì đến một lúc nào đó có khi bản thân mình cũng lung lay chao đảo trước những cái người phụ nữ khác thì sao? Rồi cái thứ hai là mình muốn như vậy nhưng vợ mình có muốn hay không? Bởi vì ước muốn của mình thì nó phải phù hợp với cái người bên kia nữa. Cho nên cô thấy rằng là trước mắt thì con hãy đạt được cái mục tiêu mà gần con trai của mình này, rồi lại giúp cho bà ngoại hiểu hơn về cái tình cảm của con đối với gia đình. Thế thì con làm được cái điều đó rồi, rồi con giữ cái sức khỏe cho nó tốt, không phải là 80% nữa mà cô muốn con 90, và rồi 95% nữa cơ, vì cuộc đời nó còn dài lắm, con còn trẻ lắm, con ha. Thế thì vài điều cô chia sẻ với con, và cô hy vọng rằng là chắc là hôm nay thì con cũng đã có một cái nhìn nó tương đối rõ ràng về cái định hướng cuộc đời rồi. Mình bao giờ mình phải đặt ra nhiều cái khả năng khác nhau. Một là các con tái hợp với nhau hạnh phúc, hai là các con có cuộc sống riêng của mình, nhưng con của mình vẫn luôn luôn là con của mình. Con có nghĩ như vậy không? Dạ có cô, nhưng mà có một điều như thế này là cô ấy á, thì con đề nghị quay về thì cô ấy không quay về, mà cô ấy thường hay gọi điện xin tiền con. Rất là hay gọi điện xin tiền con. Con có đưa không? Dạ một lần á cô ấy á, là con nói là thôi bây giờ làm gì làm em đừng có nghỉ công ty. Khi cô ấy nghỉ công ty, á, chiếc xe mà con để lại á, con nói là tài sản á, anh để lại cho em đi làm chân mà để mà phụ lo cho con. Thì cô ấy nghỉ làm công ty rồi cô ấy bán chiếc xe đó. Chiếc xe đó cô ấy nói là cô ấy trả nợ người này, trả nợ người kia. Nhưng mà thực tế con đi tìm hiểu lại thì cô ấy không trả nợ cho ai hết cô. Dạ. Hiện giờ cô có làm gì không con? Cô ấy đang làm công ty may cô. Dạ. Như vậy cô ấy, thì sao hả con? Cô ấy không trả nợ cho ai hết. Mà cuối cùng lại cô ấy kêu con thì chủ xe về. Con nói bây giờ tiền anh thì có. Nhưng mà bây giờ nguyên nhân tại sao em phải cho anh hiểu rõ. Và tại sao em bán chiếc xe đó để làm cái gì. Dạ. Rồi cái thứ hai nữa cô là bé con của con nó mới có 5 tuổi. Nhưng mà bây giờ đồng ý là con rất cảm ơn cái tình nghĩa của bà ngoại cháu lo cho cháu. Nhưng mà con không được chấp nhận một điều cô, là bây giờ con còn rất là nhỏ, mà khi mà con về tới con thăm con hoặc là con điện thoại, tại vì con đi làm, con cũng xa con một tuần lễ con mới về một lần. Con điện thoại con hỏi thăm con thì con nó cứ giấy lên là cha ơi cho con tiền. Mà cứ hai con về tới nhà cái con kêu con lại ôm hôn cha miếng đi. Cái nó nói có tiền mới hôn chứ không tiền không hôn. Mà trong khi đó trong tư tưởng của cháu mới có 4 tuổi à cô. Con rất lo ngại chuyện đó phải không con? Dạ đúng rồi, con rất là lo ngại chuyện đó. Với lại mới một lần gần đây nhất là cô, và gần đây khoảng 1.5 tháng là cô ấy có điện thoại cho con. Cô ấy nói bây giờ cô ấy cần tiền mua một chiếc xe mới. Con mới nói bây giờ tiền thì nói chung là tiền anh thì anh không có, bây giờ anh không có trong người. Nhưng mà em phải suy nghĩ cho kỹ đi. Em giải thích cho anh hiểu nguyên nhân tại sao em bán chiếc xe đó đi rồi anh có thể giúp em. Chứ anh chưa, bây giờ anh chưa cho em, nhưng anh có thể giúp cho em mượn, cho em trả dần. Thì cô ấy không trả lời được với con. Rồi,
bây giờ như thế này con ha, tức là con thắc mắc là quay về thì không quay về mà lúc nào cũng hỏi tiền hết á. Dạ. Dạ, và kể cả cháu thêm một vấn đề nữa cô, khi cô ấy bệnh, con bệnh thì con đó có trách nhiệm đối với con thì con phải lo rồi. Mà cô ấy bệnh đó, con cầm tiền con cho cô ấy thì con không suy nghĩ gì về cái điều đó hết. Nhưng mà cô ấy đi nói với dòng họ bên ngoài á là con không có đem tiền về cho con của con rất là buồn vấn đề đó cô. Mà những người không ai xa lạ hết, không phải là riêng một mình bên người nào ghen tị với cô ấy nói, nhưng mà bên nội bên ngoại đều nói như vậy cả. Bây giờ như thế này con ha, có hai vấn đề con hỏi thêm, cô xin nói ngay. Một á là cái việc vợ con không quay về nhưng lúc nào cũng hỏi mượn tiền, thì con phải hỏi chính con là con có đủ tiền để con lúc nào cũng đáp ứng được cái yêu cầu của cô hay không. Nếu mà con có thì con cũng phải suy nghĩ cho kỹ, bởi vì á là con còn có trách nhiệm với con của con. Nếu xét về luật pháp á là con có trách nhiệm với cháu, còn đối với cô ấy con có thì con đưa, mà con giúp như một người bạn thôi, còn nếu như không á con không đưa cũng chẳng có lỗi gì hết. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là cái việc mà cháu trai hiện nay đó cứ để cho cháu lên trên này, bà ngoại đưa cháu lên, tạm thời mình phải chấp nhận cái việc mà cháu trai nó được dạy dỗ như vậy. Nhưng trong tương lai rất gần, nếu vợ con không quay về ha, thì con có thể làm đơn để xin thay đổi quyền nuôi con được. Tại vì bản chất của vợ con là ly hôn nhưng cũng không nuôi con. Yeah. Như cho bà ngoại nuôi. Nhưng mà bây giờ mình đừng làm vội vì con muốn tái hợp lại. Thành ra con phải để mọi việc, như cô nói với con nãy đó, là phải có thời gian để cho cả hai cùng lắng lại. Ha? Cô nói lại nhé. Bây giờ cái việc mà vợ con nói với ABC đã không quan trọng bằng con làm cái gì cho bản thân con và cho người vợ cũ của con và cháu con trai của con mới là quan trọng. Cô thì cô cứ hay nói với mọi người rằng là mình đừng có quan tâm tới người ta nghĩ sai về mình, nghĩ không đúng về mình, mà chỉ sợ nhất là mình làm không đúng thôi. Cho nên nếu lương tâm con làm mà con thấy là con thanh thản, và nữa cô cũng nói thật với con rằng là cái chuyện mà quay về không quay về mà tiền thì cứ hỏi thì nó cũng hơi kịp, nó không có vẻ bình thường. Mà một thân một mình không nuôi con mà lúc nào cũng túng thiếu tiền, con phải đặt câu hỏi cái cô dùng tiền vào việc gì. Thế những cái này đó là con, nếu như con có từ chối vợ con thì cũng không có cái gì gọi là phạm lỗi cả. Còn đối với cháu trai là hiện nay con hãy làm sao để đưa cháu lên gần con đi đã. Và con cứ yên tâm, nếu từ giờ đến cuối năm mà vợ con cũng không đồng ý quay về mà cứ hỏi tiền con, trong khi đó bà ngoại con chăm sóc như vậy thì cho cháu trai như vậy, thì con có đủ ha, con có đủ chứng cớ để con xin tòa thay đổi quyền nuôi con, và lúc đó pháp lý ủng hộ con và con xứng đáng nuôi cháu một cách đàng hoàng tử tế. Cho nên cái gì cũng phải cần thời gian, cái gì cũng cần phải có sự cân nhắc ha con ha. Thì cô hy vọng rằng là một người đàn ông biết nghĩ như con sẽ không có cư xử thiếu thận trọng. Và nếu cần thiết thì con lại cứ gọi lại cho chương trình trước khi mà con đưa ra một cái quyết định sau cùng. Được không? Nhé con ha. Cho nên bây giờ con nói, thêm với cô một điều là con suy nghĩ cho con rất là nhiều. Tại vì trường hợp của con bây giờ cũng giống như con đó cô. Ngày xưa cha con ở với mẹ con sanh con ra rồi. Hầu như đến giờ phút này con chưa biết mặt cha con là gì. Yeah, nên con rất là đắn đo suy nghĩ là con sợ sau này con của con nó khổ giống như tình trạng của con nữa. Con nên cứ cố gắng, và cô nghĩ rằng trong trường hợp này nó hoàn toàn khác với trường hợp của cha con không có lo lắng và nhận con, còn con thì con đau đáu với chuyện của cháu, hai chuyện nó khác nhau. Chương trình hôm nay mọi người tính giả đang theo dõi con xa gần đều ủng hộ con, với điều kiện là con phải mềm dẻo nhưng mà phải kiên quyết để mình có thể gọi như là tổ chức lại cái cuộc sống của mình, một là được tái hợp, hai là không tái hợp thì cũng phải rõ ràng, và con được nuôi cháu một cách đàng hoàng, dạy cháu một cách cho nó tử tế, thì đó là cái chuyện của tương lai. Còn lúc này thì con hãy làm cái bước đầu tiên mà chúng ta thỏa thuận với nhau. Thời gian thì đã dành cho con hơn nửa chương trình rồi, cho nên cô hy vọng rằng là cô tạm dừng ở đây và con đồng ý để chúng ta có thể gặp lại nhau nữa con nhé. Rồi, vậy con cảm ơn cô nha cô Mai. Rồi, cô tin cậy con nhiều ha, chào con. Dạ. Vâng, xin được cảm ơn bạn đã tham gia với chuyên trình của chúng tôi, và cũng xin được cảm ơn chuyên gia tư vấn tâm lý Thị Mai. Thưa quý vị, thời gian của trò chuyện đêm khuya cũng đã đi qua nữa, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ một thính giả đã gọi về cho chương trình qua số điện thoại là 3910101. Alo, xin được chào thính giả. Dạ, em chào anh ạ. Dạ, xin chào bạn. Chúng tôi đang nghe đây, bạn nghe tín hiệu có rõ không ạ? Dạ, em nghe rõ ạ. Anh nghe rõ không? Dạ, được ạ. Rồi, bạn hãy cho chúng tôi biết là tối hôm nay bạn muốn gọi cho chương trình đọc chuyện đêm khuya với cái tâm trạng như thế nào đây? Dạ, em
em có chồng ngay được 8 năm rồi anh. Dạ. Mà thời gian gần đây thì em lại bị em lên mạng em chat anh. Dạ. Em lại quen một người, xong rồi được 2 tháng mấy em có vẻ như em có tình cảm với người ta đó. Dạ. Dạo này em cảm thấy được là tình cảm em dành cho chồng em không còn nhiều nữa đó anh. Dạ. Em sợ một ngày nào đó mà chuyện này mà vỡ lỡ ra thì vợ chồng em cứ mất hạnh phúc. Dạ. Nên em sợ em muốn xin một lời khuyên của cô ai. Dạ. À, hai vợ chồng bạn có con chưa? Dạ, em có con ạ. Được mấy cháu rồi? Được 2 bé. Dạ. Dạ. Bạn đang làm công việc gì ạ? Dạ, em chỉ làm công việc nhà thôi. Dạ. À, bạn ơi, bạn nói chuyện bằng điện thoại di động à? Dạ, em nói bằng di động anh. Dạ, chúng tôi nghe một cái tiếng nó như thế nào đó, nó bị có cái tiếng gì đó xung quanh, không biết là... Dạ, anh nghe rõ chưa anh? Rồi, nghe được rồi đó, hình như là có cái tiếng máy gì đó nó mở xung quanh cho nên là nó bị nhiễu sóng. Dạ. Rồi, bạn cố gắng hay giữ điện thoại cố định nha. Xung quanh có máy gì đó thì mình cũng tắt đi với chúng tôi và nói chuyện trực tiếp ha. Dạ. Rồi, chồng bạn thì làm công việc gì? Thì tụi em cũng chuyển đến lãnh hồn về nhà và hai chồng em làm chung đó. À, vậy hả? Rồi vợ chồng coi như là cũng làm việc chung rồi gặp nhau suốt ngày ở nhà. Dạ. Rồi thời gian đâu mà bạn chat ở trên mạng? Dạ tối á, tối ảnh hay đi cà phê với bạn bè đó, anh với lạo nhậu, rồi em ở nhà em buồn rồi em lên em chat. Dạ, rồi hai cháu thì lớn chưa? Dạ cháu 8 tuổi, cháu 4 tuổi anh. À, là cháu cũng đi học rồi phải không ạ? Dạ. À, rồi, quen được 2 tháng mấy rồi. Dạ. Cảm thấy có tình cảm, cảm thấy nó như thế nào rồi? Dạ, đầu óc em thì cứ lẫn quẩn hành bóng của người đó. Vợ chồng em thì không biết, cứ vô tư về mà muốn gần gũi em cũng không thích nữa anh. À. Dạ. Rồi hai bạn đã gặp nhau chưa? Dạ, hẹn gặp mà em không dám gặp. À. Em sợ là nếu mà em gặp mà lỡ em đi xa hơn thì em sẽ khó thể nào mà hàn gắn lại với chồng em. Em sợ cái điều đó nên em muốn xin cô Mai cho em lời khuyên, em có nên gặp không? Dạ rồi, bây giờ bạn sẽ gặp chuyên gia tư vấn tâm lý Lý Thị Mai nha. Dạ. Dạ, xin mời chuyên gia. Dạ, vâng, cảm ơn anh Trang. Dạ. Cô chào con. Dạ, con chào cô. Con có điều này muốn nói cô là hôm bữa con cũng có nói chuyện với cô nhưng mà cái thời gian ngắn ngủi quá, con không có trải lòng được hết với cô đó cô. Dạ, con là Hóc Môn. Dạ đúng rồi cô. Năm nay con 29 tuổi, con có chồng 33 tuổi, đúng không? Dạ đúng, dạ đúng rồi cô. Hai vợ chồng con cùng làm gia công may. Dạ đúng rồi. Dạ. Các con có với nhau một đứa con gái 8 tuổi và một cháu trai 4 tuổi đúng không? Dạ. Hai bé gái hết cô. Hai bé gái hay sao? Rồi. Dạ. Như vậy đó là vợ chồng thì cũng rất là yên ổn và con có làm dâu đúng không? Dạ dạ đúng rồi cô. Mà giờ vợ chồng có còn sống chung với con không? Dạ con chứ. Dạ con sống chung với mẹ chồng. Hôm thứ năm cô có khen con là 8 năm con lập gia đình mà con làm dâu suốt như vậy, tức là con đã thể hiện cái vai trò của mình rất là tốt ha. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì con có đủ thời gian để con nói thêm cho cô nghe là chồng con ngoại trừ có một cái việc là làm việc cả ngày rồi buổi tối nhậu với bạn bè đi uống cà phê và con thì lên mạng. Thế thì như vậy thì nó sẽ nảy sinh ra một cái chuyện là con quen với một người thứ ba trên mạng. Mà anh này mới 26 tuổi chưa vợ, đúng không con? Dạ. Dạ, rồi bây giờ con muốn nó giải bày thêm cái gì thì con cứ nói thôi. Dạ, tại vì chồng con không lắng nghe con cơ. Mỗi lần mà con nói chuyện gì là chồng con hay gạt nghe hoặc là bỏ đi chỗ khác. Con buồn lắm con. Rồi anh cùng với anh con chuyện gì? Ví dụ như cái chuyện mà em con không có đồng ý cái chuyện anh cái chuyện gì đó. Dạ. Hoặc là con nói gì cái bàn tính gì cái chuyện gì là ảnh đều gạt ngang hết, ảnh không có tiếp thu ý kiến của con đó cô. Ừ. Dạ. Có thể lại ảnh cụ thể một cái việc gì gần đây nhất không? Dạ ví dụ như là chuyện con cái thì chẳng hạn, bé con thì nó 8 tuổi mà ở tuổi này nó hay cứng đầu đó cô. Dạy bé thì con nói anh thì con mình đang lớn anh dạy từ từ. Ảnh hay chửi rồi hay nạt nộ rồi nói chung mà chửi lung tung á. Con nói cái là ảnh nói là con mai mốt mốt ảnh không dám gì nữa, ảnh không la nữa. Con để con nuôi, con dạy con làm gì làm. Nhưng mà đâu phải con không cho. Tức là chồng con lấy đó phải không? Rồi. Dạ, dạ đúng rồi con. Rồi sao nữa sao?
Dạ, với lại ảnh không hiểu con nó ảnh dường như là con không hiểu ảnh làm sao luôn á. Nói chuyện với ảnh là không thể nào con nói được lâu được hết. Nói vài câu là ảnh sẽ đi chơi đâu khác, ảnh không nói chuyện. Ảnh không có lắng nghe con không? Dạ, con cho cô hỏi thăm ha. Dạ. Hồi xưa mà tụi con tìm hiểu nhau là được bao lâu và con lấy ảnh thì anh có cái gì mà làm cho con quyết định lấy ảnh làm chồng? Dạ, hồi xưa lúc con lấy ảnh thì con cũng còn non lắm đâu, con bồng bột lắm. Con chỉ nghĩ là thương nhau thì đến với nhau là vợ chồng thôi. Ừ. Dạ, với lại cô biết không? Là cái gì con? Dạ, tánh ảnh hiền. Rồi sao nữa? Dạ. Ảnh hiền với lại ảnh biết quan tâm con, ảnh chăm sóc cho con. À. Còn khi mà đã là vợ chồng thì ảnh cái mấy cái tính đó đi đâu mất tiêu hết trơn. Dạ. Thay đổi không con? Dạ. Thế thì lúc đó anh khi con sanh hai đứa con là con có thấy bận? Dạ, tại bé sau là con vỡ kế hoạch, con tính sinh một bé thôi à, nhưng mà lỡ rồi bé sau con. Hai đứa con có bận không? Con nuôi hai đứa con có bận không? Dạ cũng bận chứ con, hai đứa. Bận ha. Có bà nội trợ giúp gì con không? Dạ mẹ con lớn tuổi rồi, giờ bị bệnh nữa nên mẹ con nghĩ... một mình con lay hoay chiến đấu với hai cháu dạ. Đúng không? Dạ. Nào làm việc, nào là chợ búa, nào là cơm nước, là lo cho mẹ chồng, lo cho hai đứa con. Đúng chưa? Dạ. Cả một ngày con có giờ không? Có thời gian không? Dạ, con cũng lay quay rồi. Chừng hết giờ. Cũng hết giờ cô. Hết giờ, đó. Con bận quá trời, đúng không? Thế chồng dạ. Con có không? Chồng con ban ngày có làm việc không? Dạ, ảnh chỉ mỗi làm một chuyện một thôi là còn nhiều lần tôi ịch cho con hết, không muốn làm thì làm. Sáng ảnh chỉ ôm thao đồ ra, ảnh giặt xong, con dăng lên làm thì con làm. Là tâm nhiệm vụ của ảnh đó thôi. Công việc của cái may á, sản xuất á, may á, thì anh có làm dạ. Không? Dạ, có, cô phụ con. Dạ. Dạ, con có phụ con, rồi công việc coi như hai vợ chồng cùng làm mà, cho nên kinh tế con nói là khá giả cũng không đến nỗi nào đúng không con? Dạ, dạ. Rồi. Và cả ngày khi anh đi làm á thì anh về anh mệt á, anh buông ra cái là anh đi nhậu với uống cà phê ha. Dạ, đúng không? Dạ, à, dạ. Xem ra là con có thấy hai vợ chồng con đều đúng không? Con cũng đúng là vì sao con mệt quá, cả ngày con làm, con chăm con rồi chăm bà nội, chăm mẹ chồng con đó, mẹ chồng con bệnh dạ. Hết rồi con phải chăm sóc nè, rồi lại dạ. Còn làm lụng nè, sản xuất nè, công việc của mình nè, hàng họ đủ thứ. Rồi hai dạ. Đứa con mà như con nói đó là bây giờ mình 29 tuổi mà con nó 8 tuổi rồi. Thế dạ. Thì cháu nó đang bắt đầu nó có những cái thay đổi và chuẩn bị bước vào cái tuổi dậy thì nữa, con gái nhanh lắm. Cho nên dạ. Là cháu nó bắt đầu nó khó chịu và mình cũng khó chịu luôn. Và mình cũng dạ. Bế tắc trong cái việc mình dạy con. Thế thì mình bận rộn như vậy, đến tối là mình cũng muốn mình nghỉ, đúng không con? Thế thì chồng dạ. Con cũng tối rồi đấy, cũng mệt rồi, thành ra suốt ngày cứ làm việc rồi cũng lanh quanh trong nhà, đó, phát ăn cái đi uống cà phê, đi nhậu với bạn bè cho vui, chứ còn cũng không có trai gái gì, đúng không con? Nếu con nhớ dạ. Một lần thì con nói là chồng con không có trai gái gì hết á. Thế thì dạ. Con thấy rằng là rõ ràng ở đây chồng con cũng đúng, mà con cũng đúng. Có điều cộng hai cái lại thì nó không đúng. Dạ. Đúng không con? À, dạ. Và vì vậy bây giờ cái chịu lòng của con ở đây đó là hôm trước á, thời gian nó ít cho nên là cô không thể nói nhiều với con. Nhưng mà cô cũng đã gợi ý cho con suy nghĩ rằng giả thiết cho con thay đổi, bây giờ đó con thay đổi cuộc sống gia đình con thì con muốn cái gì? Dạ con chỉ muốn là chồng con lắng nghe con thôi con. Dạ, biết quan tâm với con. Con. Biết quan tâm với con nhiều hơn. Dạ. Dạ. Cái điều đó là điều ai cũng mong muốn hết con. Yeah. Đó, cho nên bây giờ đó cô chỉ nói với con một điều đó là con cố gắng làm sao đó cái chuyện mà mình mong muốn đó, mình nói được bằng lời thì tốt, mà con không nói được bằng lời thì con có thể viết thư cho chồng con. Con hiểu ý cô nói không? Tức là bây giờ đó bận rộn suốt ngày rồi thôi, thả ra một cái đó là anh đi ra bên ngoài uống cà phê này kia rồi anh cũng về nhà thôi, không đi đâu hết á. Thành ra nhiều khi đó cái cách nói hiệu quả không phải lúc nào mình cũng nói bằng lời, mà con có thể viết một chút cái tờ giấy đó, rồi con nói là em muốn được nói chuyện với anh, được anh nghe em và anh quan tâm tới em và các con. Thế thì dạ. Cái chuyện dạ thưa cô, để đó. Hồi lúc mà con cũng có làm cách đó đó, con cũng viết lên vậy, con đưa cho anh đọc, anh nói con thì nhảm.
À, con giận dễ sợ luôn. Con đưa như thế nào? Con nói à, anh đọc này đi, này là tâm trạng của em, tâm sự của em muốn nói với anh đó, mà em nói anh không chịu nghe đâu. Anh cứ dẹp đi chỗ khác à, em không có cơ hội để em nói anh. Giờ em viết đây nè, anh bỏ thời gian anh đọc chút đi. Rồi, cái là anh cầm lên xong anh để xuống, anh nói con thì nhảm quá. Rồi, rồi, bây giờ nếu trường hợp chồng con cũng nói y như con vậy đó, con đọc không? Dạ. Nếu mà chồng con diễn đạt cũng y như các con vừa nói, theo con có đọc? Con cũng không biết nữa, thì cô cho con lời suy nghĩ cái mà con. Cái vấn đề đó, cái cách vấn đề của con á, dạ, nó không có gì sai hết á. Nhưng mà nghe khó chịu quá, mà khó chịu ai nghe, ai đọc nữa. Cho nên là chồng con phản ứng lại bằng cách mệt quá, không quan tâm nữa, đúng không? Dạ. Cho nên cô mới nói với con á là cái khi mà con nói chuyện với cái người thứ ba đó, 26 tuổi đó, anh chàng nhỏ hơn con tới 3 tuổi ha. Con nghĩ là nhiều câu hay ho lắm con nói chuyện với anh, đúng không? Dạ. Đúng không à? Dạ đúng. Con không nghĩ cái câu nào nó hay ho con nói với chồng con hơn là con nói nè, tôi nói cho anh vậy anh chịu nghe, giờ tôi viết là anh đọc đi. Thì anh mà ta nghe, đúng không? Tức là cái ngữ điệu của mình nói như vậy đó, cô thấy nó chưa phù hợp. Đó, cái mà cô góp ý với con đó là cách con làm thì là đúng rồi đó. Thì cô hướng dẫn con là thôi mình nói không được, thôi mình viết đi. Ha, lại nói, nói nhau khó quá, mệt quá. Rồi thôi thì mình viết đi, nhưng viết mình để như thế nào mà người chồng đọc mà người ta cảm thấy, à, mình chợt nghĩ là mình vô tâm quá. Tại sao mình có thể vô tâm với vợ mình như vậy? Ha, vân vân và vân vân. Chứ còn con đưa mà con nói như vậy thì cô nói thẳng là nếu chồng con bảo con đọc, con cũng không đọc đâu. Dạ. Cái cách diễn đạt của con vừa rồi, con có thể lên trên mạng, con mở lại, con nghe lại chương trình của mình. Thì cái câu mà con nói với chồng con khi mà con đưa cái tâm sự của con á, thì nó sẽ làm cho người ta không thích đọc. Thấy không khác? Thế thì bây giờ cô dịch lại quay trở lại cái chuyện anh 26 tuổi nè. Bây giờ con đang phân vân ghê lắm, con nhớ ghê lắm. Hôm đó con nói với cô là con nhớ lắm. Dạ, con nhớ. Và con muốn gặp, nhưng mà giờ con sợ con gặp á, thì chuyện nó đổ bể ra, chồng con biết thì sao. Như vậy thì ở đây á, cô hỏi con là cái lúc mà con nói chuyện với anh này con vui đúng không? Anh quan tâm tới con đúng không? Dạ. Ừ. Và con nói chuyện với anh không có lựa lời con nói chuyện cho anh hài lòng không? Dạ có. À, hai người trời ơi, phải nói qua nói lại, vui ơi là vui đúng không? Dạ. À, nói tới lúc mà chồng về mới tắt máy đúng không? Dạ. Dạ. Thế thì ngày xưa tụi con yêu nhau, tụi con cũng vậy chứ, phải có thời gian nói với nhau như vậy rồi mới rước nhau về chứ, ai rồi tự nhiên đứng quen nhau đằng kia, xa nhau mấy cây số rồi vẫy nhau lại tới đám cưới đâu. Thế thì lúc đó là vì sao? Là mình chưa có một cái đời sống thực tế của hôn nhân, con cái chưa bận rộn, chưa có cái gì hết. À, bây giờ nội cái việc một ngày đó, cô mô tả cho con thấy công việc của con nè, thức dậy nè, lo cho mẹ nè, lo cho các con nè, lo cho công việc nè. Rồi bao nhiêu thứ chuyện của cái một cái gia đình, nó có nhiều chuyện lắm, đâu phải chỉ có cái chuyện trong gia đình đâu, còn chuyện đối ngoại nữa đúng không con? Dạ. Cả một ngày con bận không? Con thấy con bận không nào? Dạ bận không. Đó, con xác định là con rất bận rồi. Thế thì chồng con cũng bận đó, rồi đến tối là ai cũng mệt hết á. À, chồng con mà, cô nói thật á, nếu mà con cứ để chồng con tối ở trong nhà đó, thì chắc chắn là trước sau chồng con sẽ sinh tật à. Thì ít nhất là em có một cái giải trí là uống cà phê, đâu cũng gần nhà đúng không? Theo con nói cũng gần nhà thôi, nhậu cũng gần đó thôi, chứ ông chẳng có làm gì. Thế thì mình cũng phải cho người ta cái giải trí. Cho nên cô nói rằng chồng con đúng, và con lên mạng con chơi con giải trí cũng đúng. Nhưng mà chồng con đi nhậu với bạn trai, cho con đi lên mạng chat với người khác phái. Nó khác nhau ở chỗ đó, con thấy không? Bây giờ nếu ngược lại mà chồng con đi tìm một cô, hay chờ hai vợ chồng con chat qua máy tính hay là điện thoại? Dạ, điện thoại. Điện thoại. Thế chồng con ôm cái điện thoại, con ôm cái điện thoại thì con sẽ thấy làm sao? Hay là con chồng con cà phê, cà pháo với bạn bè nó dễ chịu hơn? Nếu như chồng con cũng làm tương tự với một người phụ nữ khác thì con thấy làm sao? Thế mà. Con khó chịu lắm cô. Khó chịu lắm. Cho nên là cô mới nói con là cái chuyện mà khi mà con ngồi con nói chuyện với cái người thứ ba đó, anh này anh trẻ trung hơn mình tới 3 tuổi, anh nói những lời có cánh, anh biết an ủi, anh biết nâng đỡ mình, anh biết tán tụng mình, cái tự nhiên mình thấy mình lâng lâng đúng không con? Yeah. Ai cũng vậy hết, không phải mình con thôi, dễ chịu lắm đúng không? Yeah. Một ngày mà không có gặp nhau chắc chít vậy đó, thôi gặp để mà chát á thì nhớ lắm, con nói vậy mà. Yeah. Con có thấy nó thành thói quen không? Quen không?
Thói quen. Thế thì thói quen này nó dễ bỏ hay khó bỏ con? Dạ. Chứ con nghĩ là vì gia đình con sẽ cố gắng bỏ con. Nhưng mà khó hả con ha? Dạ. Có, con mới gọi cô tới 2 lần chứ. Đúng không? Dạ. Ê, kể ra cô cháu mình cũng có duyên, tức là con đã gọi cho Đài Phát Thanh Bình Dương, mà cái Đài Bình Dương thì cô chỉ nói với con được 3 phút, 5 phút gì đó. Cho nên hôm nay chương trình dành cho con một nửa thời gian để có cho con nói. Thì cô đang phân tích cho con thôi. À, thì chắc chắn rằng là con đã có một cái sự rất là dễ chịu, thoải mái khi con nói chuyện với anh mà. Thế nhưng mà lòng mình nó không có an, nó bất an không con? Đó. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là chúng tôi cùng với chuyên gia tư vấn tâm lý Thiều Mai cũng như là quý vị thính giả đang theo dõi trường hợp của một bạn thính giả đang gọi đến từ Hóc Môn, nhưng mà không biết gì lý do gì mà chúng ta đã mất tín hiệu. Chúng tôi hy vọng là điện thoại sẽ được kết nối lại. Câu chuyện của chúng ta đang dang dở thì trong lúc mà chờ kết nối lại với thính giả thì xin mời chuyên gia Lý Thiều Mai có thể tiếp tục với những cái phần chia sẻ, phần tư vấn cho trường hợp này. Dạ vâng, cảm ơn anh Thế Anh. Dạ. À, có lẽ là chúng ta đã vừa nghe một cái trường hợp rất là đáng cảm thông với một người vợ trẻ. Yeah. Mà trong đó thì người vợ này đã chu tất cái vai trò làm con dâu trong 8 năm trời. Và người chồng thì cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì do cái đặc thù của công việc thì hai vợ chồng cùng làm chung, suốt ngày ra vào nhìn thấy nhau. Và đến cuối ngày đó thì người vợ thì ở nhà, sau khi lo cho con cái xong hết rồi, học hành xong rồi, con cái ngủ nghe rồi thì vợ bắt đầu lên mở điện thoại để lên mạng để mà trò chuyện với các bạn. Ở trong đó có một người bạn khác phái, nhỏ hơn mình đến 3 tuổi. Còn trong khi đó thì người chồng lại đi uống cà phê rồi đi nhậu với một số những người bạn cũng ở gần đó thôi. Tóm lại đây là một cái gia đình đó, người vợ thì hết sức là đảm đang, hết sức là cố gắng trong cái vai trò làm vợ của mình. Cô ấy chỉ không hài lòng ở chỗ là người chồng ít có lắng nghe và ít quan tâm tới mình giống như ngày xưa mà hai người còn yêu nhau. Thì cái này chắc chắn là đôi bạn mà còn đang ở trong cái giai đoạn yêu nhau thì chắc chắn là sẽ cảm thông cái này vô cùng. Nhưng mà khi chúng ta cứ tưởng tượng coi trong gia đình đó, một mẹ già, hai con thơ, rồi lại cái hai vợ chồng kinh tế thì khá già, cũng sung túc mà lại phải làm cật lực như vậy. Thì đến cuối ngày rồi thì chồng cũng mệt và vợ cũng mệt, cho nên là cái thời gian dành cho nhau nó ít đi. Nhưng mà rõ ràng ta thấy là người chồng này cũng hoàn toàn tâm toàn ý với gia đình. Và theo cái lời tâm tình của bạn gái đó, thì rõ ràng là anh ấy không phải là cái người thiếu trách nhiệm với gia đình. Chỉ có mỗi một cái điều mà ta gọi là cái đời sống tinh thần, đời sống tâm lý, tình cảm vợ chồng thì nó lại thiếu hụt một cách đáng kể. Yeah. Cho nên rằng là tôi hy vọng rằng hôm nay đó là vì cái lý do kỹ thuật mà tôi cũng rất mong là mình có thể nối lại được với bạn này. Còn nếu không thì tôi mong hai bạn đó làm sao đó có cái sự lắng nghe nhau. Và đặc biệt là bạn gái của chúng ta đó nên nghe lại cái chương trình của mình. Để vì trong đó lúc mà bạn ấy trách chồng của mình đó thì bạn ấy cũng có những cái suy gẫm lại. Và tôi rất yêu quý khi mà bạn nói rằng con biết là khó lắm nhưng mà chắc chắn là chắc con phải lựa chọn gia đình con. Yeah. Và hiện nay thì chắc là anh Thanh cũng thấy là bạn ấy đang đấu tranh cho cái việc này. Một bên ấy là nghe tâm tình với một cái người bạn khác phái thì thì rất là dễ chịu, mình được khen tặng này, rồi mình được nói trúng cái tâm lý của mình, rồi mình được chia sẻ, mình được vỗ về an ủi, cho nên bạn gái cảm thấy rất là dễ chịu và cảm thấy mình được cảm thông. Nhưng mà rõ ràng hôm trước tôi có hỏi bạn ấy một câu rằng cứ giả thiết bây giờ nếu như cho mình thay đổi, tức là mình được quyền ly hôn, mình bỏ gia đình để mình đến với cái anh này thì có được hay không? Thì chính bạn gái của mình nói rằng con nghĩ là không được. Thứ nhất, anh này chưa có gia đình, anh nhỏ hơn con 3 tuổi và chắc chắn gia đình anh cũng không bao giờ chấp nhận lấy con một người vợ mà có 2 đứa con. Đó là cái ý thứ nhất mà bạn ấy nhận ra. Yeah. Cái ý thứ hai nữa là cái chuyện mà nói chuyện vui với nhau thì được, nhưng bảo là anh này anh cưới thì chưa chắc anh đã cưới, chứ đừng nói là gia đình bạn ấy chấp nhận. Cho nên là bạn ấy đã nhìn thấy được hai cái điều khó khăn này, nhưng mà cho tới hôm nay bạn vẫn cảm thấy đau đớn, bạn vẫn cảm thấy tiếc nuối, bởi vì một mặt đó thì trái tim của mình nó thúc giục mình là phải đi gặp cái anh này, đi gặp để cho nó nói được với nhau điều này điều khác vân 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 vân, nhưng một mặt đó thì cũng xin nói ngay rằng là bạn ấy bị
bị dằn vặt, là nếu mà chồng biết thì chắc chắn là không ổn. Dạ. Và bạn cũng xác định là nếu như mà chồng bạn ấy tương tự như bạn thì bạn cũng khó chịu và bạn đau khổ lắm. Cho nên là đây là một cái mà mình thông cảm với bạn gái, và đồng thời chúng ta cũng nâng đỡ làm sao để thông qua chương trình chúng ta tối nay, bạn ấy sẽ có bản lĩnh, bạn ấy sẽ có một cái gọi là cái vượt lên được một cái đang thử thách cái tình yêu, cái sự chung thủy của bạn ấy. Bởi vì thực ra ai cũng là con người, chúng ta dễ phạm lỗi lắm. Nhưng mà nếu như mà chúng ta được mọi sự đồng cảm, và hôm nay chúng tôi nghĩ rằng là quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của chúng ta, thì dành cho bạn gái mình một cái sự cảm thông, và nếu được thì tất cả chúng ta sẽ nâng đỡ và làm sao đó để giúp cho bạn ấy vượt qua được cái chông chênh này. Không biết anh Trang thì suy nghĩ như thế nào? Vâng, với tôi thì tôi lại thấy có một điều rất là đáng trân trọng ở bạn gái này, đó là bạn ấy rất là dũng cảm, dám thừa nhận cái điều mà mình đang phạm phải một cái sai lầm. Đấy, đó là một cái điều mà trong cuộc sống không phải ai mắc sai lầm cũng dám nhìn nhận vào cái sự thật đó. Dạ, đấy chính là một cái điều mà chúng ta phải trân quý. Bởi vì á, người ta nói được cái điều mà người ta băn khoăn, người ta day dứt không phải dễ đâu. Có rất nhiều người mình nhìn thì thấy rất là bình an như vậy, nhưng mà nó có những cái đợt sóng ngầm nhưng mà người ta không nói ra. Còn bạn đã can đảm nói ra được thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh Thế Anh là chúng ta có thể hy vọng được là một người phụ nữ nói ra được cái tâm tư của mình, một cái sự trăn trở nó cứ dây dứt mình trong hơn 2 tháng nay. Đó, và cái quyết định bạn ấy cũng chưa muốn đi gặp cái người bạn trai này. Thì thêm một điểm nữa, anh Thế Anh có suy nghĩ gì không? Theo tôi thấy thì cái việc mà bạn này băn khoăn và cái việc mà bạn này tiếp cận làm quen người bạn trai trên mạng tạo cho bạn một cái cảm giác như là chuyên gia đã phân tích, thì cái điều mà bạn ấy băn khoăn khiến cho bạn không yên lòng, là muốn một phần không muốn đi gặp bạn trai, thì thực ra sự thật nó ở chỗ là khi mà được nói chuyện một người lắng nghe mình là một chuyện rồi, còn cái thứ hai nữa tôi nghĩ rằng là dường như nó cũng là một cái gì đó nó khơi gợi cái sự tò mò thôi. Dạ, không biết một cái người đó như thế nào mình muốn gặp được, thì đó là một cái động lực nó thúc đẩy là phần nhiều. Nhưng mà thực tế là nếu như mà có diễn ra cái cuộc gặp á thì chưa chắc là đã có một cái sự như ý. Bởi vì có thể người ta đang tưởng tượng một người phụ nữ hai con như thế này thế này, nhưng mà trong thực tế có khi người ta gặp người ta cũng thất vọng về mình. Hoặc có khi chính bạn gái của mình đi gặp cái người này thì lại thấy rằng ồ, hình như không có được như chồng mình đâu. Vâng, cho nên cái gì mà ta gọi là nó ảo một chút á, nó lung linh một chút á, thì nó dễ làm cho người ta say và người ta coi như là có thể quên mất đường về. Nhưng nếu mình tỉnh táo một chút, mình dũng cảm, mình nói ra và mình chấp nhận cái việc khó chịu, một cái thói quen gần hơn hai tháng nay rồi, ngày nào mình cũng được tối đến là mình được nghe tiếng quen thuộc nè, mình được nói là mình được nói ngay mình sao, người ta nói mình như thế nào thì vô cùng dễ chịu. Cho nên tôi thấy rằng hôm nay cái tâm sự của bạn gái của mình nó đáng quý, không phải là đáng quý ở phần của bạn ấy đã dũng cảm nói lên cái tình cảm, cái tâm tư của mình, mà giúp cho những ai đang làm chồng làm vợ đó, đôi khi mình cũng giật mình, đúng không ạ? Mình phải làm sao đó, mình có thể lo hết mọi chuyện trên đời này, nhưng mà đôi khi mình quên mất cái người bạn đời của mình ở bên cạnh. Mình không có thời gian để mình nói, mình không quan tâm tới, mà tiền mình mang về đầy đủ nè, rồi tối mình ngủ ở nhà, nhưng mà nhiều khi mình ngủ nhà mình cái tâm trí mình lại hướng đi một cái chuyện khác, mình đang lo toan, thì cuối cùng không có khoảnh khắc nào dành cho nhau hết. Cho nên tôi thấy là tối nay là tôi rất là bản thân tôi rất là trân trọng cái người bạn gái này. Và xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý Thùy Mai đã tham gia với chương trình Đầu Chuyện Đêm Khuya tối ngày hôm nay, và chúng tôi rất là đồng tình với những cái điều mà chuyên gia vừa mới chia sẻ. Chúng tôi nghĩ rằng là hơn 2 tháng bạn có một cái thói quen đó, và bây giờ nếu như để dứt khoát và để bước ra khỏi cái điều mà bạn đang lo lắng, thì chúng tôi nghĩ rằng là không có cách nào khác. Để thay đổi thói quen này thì chúng ta phải tập một thói quen khác. Và chúng tôi hy vọng là bạn có thể xây dựng cho mình một cái công việc gì đó vào buổi tối, có thể là dạy con học, hay là điều quan trọng nhất, có nếu mà làm được thì tạo một cái không gian riêng cho vợ chồng để có thời gian chia sẻ với nhau nhiều hơn. Như chuyên gia nói rằng là có khi chúng ta lo hết 100.000 muôn chuyện ở trên đời mà quên mất cái người thân bên cạnh mình, thì như chuyên gia tâm lý Thùy Mai cũng đã chia sẻ là chúng ta sắp xếp những công việc ưu tiên, và cái chuyện ưu tiên trước nhất là bạn và chồng mình làm thế nào để có một khoảng thời gian gần gũi với nhau. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái giải pháp tốt nhất để thay đổi được cái sự lo lắng của bạn hiện nay, và cuộc sống vợ chồng của bạn sẽ quay trở lại với một cái không gian, một cái không khí và một cái tình cảm như xưa.
Vâng, thú vị, đến đây thì chương trình trò chuyện đêm khuya tối ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Thế Anh cùng những người theo chương trình xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình diễn ra vào tối thứ sáu tuần sau. Xin được chúc cho tất cả quý vị có một đêm ngon giấc.